Hello mọi người, mình đã quay trở lại ở đây. Thì sau một cái chuỗi thắng rất là dài của mình thì mình đã lên được cái hạng bạch kim. Nhưng mà mình sắp hết tiền để mua tướng mới test cho mọi người xem rồi. Hôm qua thì mình mới mua một con là con Seafish. Cho nên là hôm nay mình sẽ trải nghiệm xem là nó có mạnh hay không nha. Rồi. Đấu sĩ sát thủ tiền đạo. Tiền đạo giống đá banh này. Thằng này nó đi rừng gì thôi, mình đi đường trên. Rồi, nhưng cho mọi người đi trước á. Mọi người đi đường xong rồi, còn lại là mình đi. Chọn skill lại đi. Sẽ hỗ trợ cho con bắn cung. Get go. Ây da. Trời đất ơi. Lấy đánh đi cung. Trời đất ơi, đường dưới mà đi đến ba đứa luôn, tụi mình có hai đứa chống lại không nổi. Cục gì đây, đùi gà. Con bắn cung của mình thì nó sợ quá, nó không dám đánh. Tao biết tụi nó trong lần này. Đã đây đi cung, cái bắn cung này nó. Đó, tao biết mà nó trong lần mà. Chơi. Rừng hỗ trợ đi rừng. Nãy nó chơi ba đứa mà mình chơi lại ba đứa chứ. Trời ơi, con bắn cung nó gà thiệt sự. Đó. Phục thù được rồi. Phục thù được rồi mọi người. Mày lấy, mày đứng lại đó. Thôi 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 thôi. Lưng quân đi, lưng quân đi. Careful how you address me. Xin lỗi được chưa? Cái này dưới đồng đội tao đấy. Này. Thôi 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 thôi. Nứt máu rồi. Nứt đợi hồi máu lại. Đúng là càng lên rank cao thì càng khó chơi hơn. Đánh cho sắp mặt. Trời ơi, nó mạnh thế. Không ai đi đường giữa luôn. Bỏ tay vô tụi này luôn. Tốt. Thế thì đúng. Sao sự mày có tới ngon lắm. Sao lưu 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 lưu. Nó thấy mình ta. Trời ơi, con hoàng áo kìa. Trận này khó thế. Đi nào mọi người. Trời ơi. Cái thế nhỉ. Thôi. Been defeated. Enemy double kill. Our middle lane tower is
enemy has been defeated. Is this an order that the crowd trembles upon? An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Trận này lại là một trận đến giữa nữa mọi người. Sẽ đi chung với thằng trai này. Thằng trai này lúc nãy nó mạnh lắm. Tập trung mục tiêu nào. I gave someone my heart, so I have one. Đi về đường giữa nào mọi người. Trời đất ơi. Is this an order? Tập trung mục tiêu nào. Đó, tiếp tiếp tiếp, đúng đó. Mình lên với bạn đây, đừng sợ. Đừng sợ, mình sắp tới rồi. Mình sắp tới rồi, đừng sợ. Trời đất ơi, mình tới mình lật mặt cho nó. I gave someone my heart. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. So I no longer have one. You're already winning. Enemy ultimate. Enemy ultimate. Enemy double kill. Như vậy là mình đã có trận thua đầu tiên sau gần một tháng chơi game. Cho mọi người xem con này nó đi gần 0-9 là không thể tin được. Mày nói đi, nó tăng đi gần với mình để mình phải xuống đi xe support cho con này đi. Chán thiệt sự. Đánh giá chung thì con này mình vẫn thấy là nó mạnh, mặc dù trận này thua nhưng mình vẫn thấy là mình thấy nó mạnh. Rừng mà 0-9 thì thôi chứ đánh gì nữa mà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Mình sẽ đang tiếp tục đem tướng mới vào đấu tranh. Tạm biệt mọi người.